toàn bộ số tiền mà hai đứa còn lại trong quãng đường từ Đà Lạt về tới Sài Gòn. Không biết, không biết là còn đủ mua cái nịt hay không. Đây là mình đang chuẩn bị đồ để đồ cho trước. Sáng mai là mình sẽ lên đường đi Đà Lạt nè. Cái này là một số đồ chứ thôi, nó sẽ còn chứa nhiều lắm. Thì chuyến đi Đà Lạt á, mình nghe tin là đã bỏ cái vụ mà xét nghiệm rồi. Đã bỏ vụ xét nghiệm rồi, xét nghiệm mà tính 24-72 giờ. Giờ là chỉ cần mũi xanh, sau lên đó là ra phường gần nhất để khai báo thôi. Để coi chuyến lại của mình thế nào ha, mình sẽ cập nhật thêm. Vui ra cái đổ lên người cái vui. Năng lượng buổi sáng. Ok, lên đường. Bây giờ là chút kiểm dịch đều chuối nè. Quá trời xe hơi luôn. Ủa xe này thì chạy vô mát, mình không chạy vô mát hả? Có mang cho xịt cột theo không? Trên ba lô này. Để coi quy trình sao. Đây là mình phải khai báo y tế như vậy nè. Quá trời xe luôn. Lại app về, xong rồi điền giấy. Sau khi mở app BC Covid nè, chọn là khai báo di chuyển nội địa, điền thông tin nơi đi và nơi đến, nơi xuất phát và nơi đến. Sau đó sẽ được cái phiếu thông tin thế này để mình điền vào là phương tiện, ngày check in cái kiểu. Đưa cái đó thì công an sẽ cho qua. Bây giờ về xe đi thôi. Đưa cái giấy cho chú kìa. Ok, có vẻ là thủ tục để mà lấy vé thì mất có mấy giây mấy phút thôi. Nhưng mà để ra được thì lại rất là lâu. Tự nhiên chơi ngu, đậu xe ngu bây giờ. Không biết bây giờ không được chạy tới tiếp. Xếp hàng chờ, chứ thủ tục thì nhanh lắm. Chỉ vì có đưa app ra, check in với lại nghi giấy. Và đây là xe độ xịn nhất cầm đầu đoàn nè. Ở sau kia là mấy xe thường. Hồi nãy là nhìn vô như là đếm coi còn ai bên trong nữa không á. Bao nhiêu phiếu là phải khai báo được bao nhiêu phiếu. Rồi, hai cái chốt quan trọng nhất đã vượt qua rồi. Thẳng tiến là lại không. Years later.
sau bao nhiêu vất vả và lo lắng thầy kêu là gì, cấp 1 hả hay là gì? Cấp 1 thì không cần test. Đã phát, nếu biết sớm hơn thì chúng ta đã về hôm sau nghỉ ngơi làm việc nãy giờ rồi. Ok, đây là quang cảnh của cái homestay mà mình đã đặt. Sẽ có một lối mòn đi bên kia, chỉ là nhánh bên đây nó còn sâu vào trong nữa. Ở phía đây là một hàng những cái hoa hai dã quy, bên kia có một quán cà phê rất nổi tiếng, mình sẽ tiết lộ sau trong video này hay là video kế tiếp gì đó. Một cà phê rất là đặc biệt. Đây là chỗ mình ở nè. Đó, đây là mình vẫn phải làm việc khi mà vừa tới Đà Lạt nè.